Anh em thân mến, Trung Quốc hiện có ít nhất 5 tàu ngầm nguyên tử và 49 tàu ngầm diesel điện. Con số này cao hơn toàn bộ tàu ngầm của các nước Đông Nam Á cộng lại. Có thể hơi khập khiễng nếu so sánh toàn bộ số tàu ngầm tại 3 hạm đội của Trung Quốc với con số 6 tàu ngầm của Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự đánh giá thì Trung Quốc vẫn luôn lo sợ khi Việt Nam hiện đại hóa hải quân bằng tàu ngầm. Bằng chứng là mới đây, truyền thông Trung Quốc cho rằng tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam đi vào hoạt động đe dọa trực tiếp đến các đảo rặng san hô ở Biển Đông của Trung Quốc. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Trung Quốc có tiềm lực hải quân khủng như vậy, cớ sao phải lo sợ tàu ngầm Việt Nam? Âm mưu đằng sau Trung Quốc là gì? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, còn nhớ vài năm trước, các chuyên gia hải quân Trung Quốc chỉ ra rằng Việt Nam không thể đạt được một lực lượng hải quân hùng mạnh nếu chỉ trang bị một vài thiết bị tiên tiến. Hải quân Việt Nam vẫn là lực lượng hải quân phòng thủ bờ biển và còn lâu mới đạt được vị thế của một lực lượng hải quân hùng mạnh. Hơn nữa, so với hải quân Trung Quốc, hải quân Việt Nam có thể bất lợi về mọi mặt trong việc sử dụng tàu ngầm. Thế nhưng giờ đây, chính Trung Quốc đã phải có sự nhìn nhận khác về tàu ngầm Việt Nam. Thậm chí truyền thông Trung Quốc cho rằng Việt Nam sẽ có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất Đông Nam Á. Mục đích chính của nó là tạo thành một biện pháp ngăn chặn đáng tin cậy chống lại hành động phiêu lưu của Trung Quốc ở vùng biển Việt Nam. Điều khiến những tàu ngầm mới này trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với Trung Quốc là chúng được cho là sẽ mang theo tên lửa hành trình tấn công mặt đất. Một điểm khẳng định chắc chắn là tàu ngầm Việt Nam hơn hẳn tàu ngầm Trung Quốc về tên lửa hành trình đối đất 3M14E, có tầm bắn lên tới 290 km. Đây là loại tên lửa đối đất tiên tiến nhất của Nga, một đòn tấn công tàng hình cực kỳ lợi hại từ dưới mặt nước, rất khó bị phát hiện và đánh chặn. Không nói đến khu vực Đông Nam Á, mà cả Trung Quốc hiện cũng không có tàu ngầm thông thường nào có uy lực tấn công đối đất như 636MV. Khi Trung Quốc càng tỏ ra lo sợ như vậy, thì nhiều người càng thắc mắc rằng thực tế tàu ngầm Việt Nam chỉ hoạt động trong vùng biển Việt Nam thì việc mang tên lửa gì hay là có 3 chiếc, 6 chiếc hay 60 chiếc cũng vậy thôi. Cớ sao Trung Quốc phải hằn học và lo lắng đến vậy? Hơn nữa hải quân Trung Quốc mạnh như thế, còn sợ Việt Nam làm gì cơ chứ? Thực tế gì cách gì cũng có nguyên nhân của nó, anh em ạ. Chuyện này kiểu, tuy bạn không cao nhưng vẫn khiến người khác ngước nhìn. Trước tiên chúng ta cùng thấy rằng, từ trước đến nay, tàu ngầm Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam không phải là hoạt động du lịch, khảo sát khoa học mà hoạt động chiến đấu, tác chiến để bảo vệ vùng biển chủ quyền. Rõ ràng, về thái độ của những kẻ lên tiếng lo ngại đã có vấn đề. Đằng sau đó là một âm mưu lớn với vùng biển Việt Nam. Cho nên, không chỉ tàu ngầm xuất hiện mà bất cứ loại vũ khí gì cho phòng thủ, thậm chí bất cứ mối quan hệ nào về quốc phòng với Liên bang cũng đều được coi là sự cản trở hoặc là tạo ra sự nguy hiểm không lường được cho âm mưu đen tối của họ. Tuy nhiên, chỉ về thái độ thôi thì chúng ta không đáng quan tâm, vì thế giới này có nhiều quốc gia không thích, không muốn quốc gia láng giềng khác mạnh lên để dễ bề khống chế. Nhưng thái độ đó gắn liền với một âm mưu thôn tính, chiếm đoạt thì cũng nên phân tích kỹ một chút để thấy được rằng những lo sợ, hằn học của kẻ có ý đồ độc chiếm Biển Đông không phải là không có cơ sở. Và điều khiến Trung Quốc lo sợ về tàu ngầm mà Việt Nam sở hữu bắt nguồn từ những nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là lo ngại sự phát triển lực lượng của Việt Nam. Khi Việt Nam đã có tàu ngầm tham gia tác chiến trong đội hình phòng thủ thì nhiều hay ít không quan trọng với Việt Nam, mà đó chỉ là sự lựa chọn để đáp ứng với nhu cầu chiến thuật mà thôi. Điều rất quan trọng cần quan tâm là Việt Nam đã có đủ cơ sở, vật chất hậu cần, kỹ thuật để phát triển lực lượng tàu ngầm, đáp ứng tình hình khi cần thiết. Nên nhớ là để có được tàu ngầm tác chiến là không hề đơn giản cho bất kỳ quốc gia nào. Riêng Việt Nam, nếu không nhầm thì đã phải chuẩn bị không dưới 20 năm. Và các chuyên gia quân sự thế giới đã đánh giá sự xuất hiện của tàu ngầm Việt Nam rằng cuộc chơi trên Biển Đông đã thay đổi, là không cường điệu hóa một chút nào. Đúng, một thế lực quân sự mới đã, đang hình thành và sẽ phát triển trên Biển Đông. Thứ hai là tàu ngầm Việt Nam trở nên rất lợi hại bởi có lợi thế địa lý. Việt Nam án ngữ tuyến hàng hải từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương. Đây là tuyến hàng hải quan trọng có tính sống còn của nhiều quốc gia Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Không những thế, về mặt quân sự, tuyến vận tải quân sự của Trung Quốc về phía Nam cũng không ngoài tình thế trên. Do đó, nếu xung đột quân sự xảy ra, khi cần phải phong tỏa, có thêm lực lượng tàu ngầm tác chiến thì chiến dịch sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Hải chiến hiện đại ngày nay, các lực lượng đối địch hiếm khi đối mặt nhau mà chỉ tiêu diệt nhau khi khoảng cách còn rất xa. Tuy nhiên, nhìn xa hơn, vũ khí có tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn,
thường được dùng để phô trương thành thế mới chỉ là một lợi thế. Nhưng mỗi bên bằng cách nào đó, chiến thuật mà đưa tên lửa vào trúng mục tiêu trước mới quyết định sự thành bại của các trận hải chiến. Vì thế, hải chiến, không chiến trong phòng thủ từ hướng biển của Việt Nam, vấn đề có tính quyết định trong đòn tấn công là các vị trí đợi cơ, vị trí xuất phát tiến công ở đâu mà khi đối phương phát hiện ra thì chúng cũng đã nằm trong tầm hỏa lực. Do vậy, yếu tố bí mật trong hải chiến hiện đại được nâng lên một khái niệm rộng hơn, đó là bí mật không những do thế địa lý tạo ra trực quan, mà bí mật còn do thế địa lý tạo ra bằng công nghệ, radar, thông tin liên lạc để che mắt, bịt tai địch, nhằm đưa lực lượng ta vào gần nhất có thể trong tầm hỏa lực để công kích mục tiêu. Trong khi đó, ai cũng biết tàu ngầm Kilo là lợi hại, là lỗ đen, nhưng nó là tàu ngầm diesel điện nên thời gian hoạt động ngầm là hạn chế mà cần phải nổi để nạp điện. Đây là một bài toán rất khó cho không ít quốc gia sử dụng tàu ngầm diesel điện, là làm sao khi nổi lên nạp điện hoặc ở vị trí đợi cơ hay ở vị trí xuất phát tấn công có lợi nhất mà vẫn không bị lộ bí mật. Với Việt Nam, bài toán trở nên quá đơn giản. Bờ biển Việt Nam dài, có những dãy núi ăn sâu ra biển, cho nên không những chỉ có cảng Cam Ranh là căn cứ lý tưởng cho tàu ngầm trú đậu, trú ẩn và xuất phát tấn công, mà các vị trí khác trên bờ biển Việt Nam cũng có thể là nơi cho tàu ngầm Việt Nam thỏa mãn những điều kiện trên bí mật, bất ngờ. Tàu ngầm quốc gia nào, kiểu loại gì cũng đều rất mạnh trong tấn công, nhưng rất yếu khâu phòng thủ, tự bảo vệ mình. Do đó, khi bị lộ vị trí bởi đối phương phát hiện bằng máy bay săn ngầm, tàu săn ngầm là coi như bị loại nếu như không được các lực lượng hỗ trợ khác bảo vệ. Ở vào một thế địa lý như Việt Nam, tàu ngầm Việt Nam lại chỉ tác chiến trong vùng biển Việt Nam, cho nên đối phương dùng các phương tiện như máy bay, tàu mặt nước để săn Kilo của Việt Nam thì gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ vùng biển, vùng trời Việt Nam không phải là nơi để các loại đó của đối phương diễn tập. Hơn nữa, ở vào một thế địa lý như Việt Nam thì với khả năng của tàu ngầm Kilo, tấn công vào sao huyệt đối thủ tiềm tàng cũng không phải là quá khó. Như vậy, thế địa lý đã tạo ra bất ngờ, bí mật là thế mặc nhiên vốn có, hỗ trợ tự nhiên vô cùng thuận lợi cho tác chiến ngầm của Việt Nam. Rõ ràng, lợi thế địa lý đã tạo ra lợi thế tác chiến, không những với các loại tàu khác mà còn với tàu ngầm cùng loại của đối phương. Thứ ba là chiến tranh du kích Việt Nam thăng hoa bởi tàu ngầm. Tại sao Việt Nam chỉ mua sắm 6 chiếc tàu ngầm Kilo mà không phải là 8, 9? Thì như trên đã nói, nhiều hay ít nó phụ thuộc chủ yếu là yêu cầu chiến thuật. Đó là số lượng ít nhất có thể để đáp ứng được nhiệm vụ chiến thuật đề ra, đã được cơ quan tham mưu tính toán kỹ, mà trong đó lợi thế địa lý đã luôn luôn là kim chỉ nam cho tư tưởng quân sự lấy ít địch nhiều nói chung và tác chiến ngầm nói riêng của Việt Nam. Điều này chỉ cho ta thấy mối liên hệ mật thiết của tư tưởng nghệ thuật quân sự Việt Nam với địa thế Việt Nam mà thời hiện đại dân tộc Việt đã phát triển lên một tầm cao mới là chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện một cuộc chiến tranh du kích trên đất liền thì không ai bàn cãi, nhưng trên biển, địa hình trống trải thì chiến tranh du kích hay hải chiến du kích của Việt Nam vẫn tồn tại và phát huy. Chiến tranh du kích có hai lối đánh đặc trưng, đó là phục kích và tập kích. Hai lối đánh này luôn dựa vào lợi thế địa hình để tổ chức thực hiện, trong đó yếu tố bí mật, bất ngờ quyết định thành bại của đòn đánh. Phục kích theo lối truyền thống thì chủ thể là con người, con tàu ẩn nấp chờ giặc đến, thế tĩnh chờ thế động, đúng tầm là tấn công. Nhưng theo lối hiện đại thì máy bay, tên lửa và thậm chí là cả pháo binh luôn ở thế động, vẫn có thể là chủ thể của trận phục kích. Tập kích là bí mật, bất ngờ, dùng lực lượng cơ động nhanh, uy lực mạnh, tấn công dồn dập vào quân địch khiến chúng tê liệt, tàn rã hay thiệt hại nặng. Đây là đòn đánh sở trường của Việt Nam mà bất kỳ lực lượng nào từ đặc công cho đến không quân, hải quân đều sử dụng. Nếu như chúng ta có chút kiến thức về địa lý quân sự thì lực lượng phòng thủ biển đảo của Việt Nam sử dụng hai lối đánh phục kích và tập kích là tối ưu. Sự kết hợp giữa tàu ngầm và không quân luôn tạo ra những quả đấm mạnh, cực nhanh, cực hiểm vào tuyến hành lang bất khả kháng của kẻ địch. Sự xuất hiện tàu ngầm Việt Nam giống như một mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh giá trị cao về thẩm mỹ và nghệ thuật. Bức tranh thế trận phòng thủ biển có chiều sâu, có chiều rộng, có tính liên hoàn của nhiều lực lượng. Một mảnh ghép cuối cùng làm thăng hoa lối đánh sở trường của Việt Nam đã vốn cực kỳ nguy hiểm cho đối thủ hùng mạnh trong các cuộc chiến tranh trước đây. Tại sao bạn không cao nhưng khiến nhiều người khác phải ngước nhìn? Tàu ngầm Kilo của Việt Nam cũng vậy thôi, không nhiều, không hiện đại hơn ai. Nhưng khi nằm trong tay một đất nước có lợi thế địa lý như Việt Nam, khi nằm trong tay một đội quân dày dặn trận mạc, có truyền thống đánh giặc, sử dụng vũ khí sáng tạo, có một nền nghệ thuật quân sự độc đáo như Việt Nam, thì
đánh giá sức mạnh của nó như thế nào tùy theo sự chủ quan của đối thủ. Tại sao giới truyền thông Trung Quốc lại lo sợ, hậm hực bàn tán cho những chiếc tàu ngầm kilo của Việt Nam mà số lượng mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi họ đã có hàng chục chiếc tàu ngầm cũng dạng kilo? Ở đây không đơn giản là thái độ mà đằng sau đó là âm mưu và đặc biệt là nhận thức sự nguy hiểm khôn lường luôn tiềm ẩn của chính những chiếc tàu ngầm Việt Nam gây ra khi tác chiến. Xét về mặt quân sự là không có gì ngạc nhiên, nó phù hợp với logic. Anh em thân mến, Việt Nam đang sở hữu 6 tàu ngầm kilo hiện đại hàng đầu thế giới. Và đều vô cùng tự hào, Việt Nam là một trong 3 quốc gia được Nga trang bị vũ khí đặc biệt ở trong tàu ngầm. Trung Quốc có thèm cũng không có. Nhưng anh em cũng biết, tàu ngầm sinh ra không phải chỉ để lặn, để trinh sát, theo dõi đối phương, mà nhiệm vụ chính là tiêu diệt mục tiêu đối phương. Vì thế, trong bụng tàu ngầm chứa máy động cơ diesel, thiết bị điện tử, do thám, mà còn phải lắp đặt vũ khí tấn công. Ngư lôi và tên lửa là hai loại vũ khí cơ bản và hiệu quả hiện nay được trang bị trong tàu ngầm. Tên lửa Clapes là một vũ khí hiện đại được đặt trong tàu ngầm lớp Kilo. Nó có quỹ đạo bay rất phức tạp, tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Nhưng khi bán tàu ngầm Kilo, không phải quốc gia giàu có lắm tiền nhiều của nào mua cũng được người Nga lắp đặt hệ thống tên lửa Clapes. Người Nga đã tính đến khả năng trao kiếm, rất có thể đối phương cầm đốc và chém lại mình. Nếu như bán tàu ngầm và lại bán luôn cả hệ thống vũ khí hủy diệt thì có khác gì tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ và hậu quả là gãy ông lại đập lưng ông. Cho đến hiện nay, ngoài bản quốc hải quân Nga thì chỉ có 3 quốc gia là Ấn Độ, Algeria và Việt Nam được người Nga trang bị tổ hợp tên lửa hiện đại Clapes trong tàu ngầm. Nhà máy đóng tàu ngầm Admiralty Verfi ở thành phố St. Petersburg đã công bố các thông số kỹ thuật này không chỉ nhằm quảng cáo bán hàng mà còn như một niềm tự hào của người Nga trong lịch sử đóng tàu gần 300 năm. Trái đất 3/4 nước mắt, không phải dân tộc nào giáp biển cũng nhận ra sự kỳ vĩ và đau thương của cái miền xanh thẳm 3/4 ấy. Sự thực thì cường quốc đại dương đồng thời cũng là cường quốc tàu ngầm và quốc gia nào có biển cũng bị xâm lăng từ đường biển nên rất cần vũ khí tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền. Lịch sử chiến tranh vệ quốc của Việt Nam có 14 cuộc ngoại xâm thì 10 cuộc tấn công từ đường biển. Vì vậy, bảo vệ tổ quốc từ hướng biển là chiến lược không thể khác được. Ngay từ năm 1984, Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương đã có cái nhìn chiến lược về biển. Vị đô đốc huyền thoại nhận định có tính dự báo rằng trong tương lai gần, vùng biển khu vực Trường Sa không được bình yên và sẽ là chiến trường chính của Hải quân Việt Nam. Quả thật, trận chiến Gạc Ma tháng 3 năm 1988 đẫm máu và 64 sĩ quan, chiến sĩ bảo vệ đảo đã nằm lại biển khơi là đã minh chứng hùng hồn và bi thương. Hiện đại hóa quân đội, trong đó có biên chế tàu ngầm là nhu cầu phòng thủ thiết yếu để bảo vệ biển đảo trong tình hình mới. Chúng ta hiện đại hóa quân đội là để phòng thủ, để bảo vệ tổ quốc không nhằm vào bất cứ quốc gia nào. Tình hình Biển Đông nóng bỏng bất cứ lúc nào thì sự có mặt của binh chủng tàu ngầm của quân đội nhân dân Việt Nam là một đòi hỏi cấp bách, là yêu cầu cần thiết khách quan. Điều chưa biết về sức mạnh đội tàu ngầm Việt Nam. Việt Nam đặt chiến lược xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Điều này được Đại hội Đảng 13 khẳng định nhằm đảm bảo cho quân đội Việt Nam đủ mạnh để bảo vệ đất nước trong mọi tình huống. Việt Nam hiện có trong biên chế 6 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo, hiện đại hàng đầu thế giới. Lữ đoàn tàu ngầm của quân chủng Hải quân cũng là một trong những đơn vị được tiến thẳng lên hiện đại. Được thành lập từ tháng 6 năm 2011, Lữ đoàn tàu ngầm 189 là đơn vị tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là đơn vị đặc biệt, trọng điểm của quân chủng Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trung tá Mai Thắng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa có bài phân tích về những điểm đặc biệt, niềm tự hào bảo vệ vững chắc biển đảo, chủ quyền quốc gia của lực lượng lính tàu ngầm Việt Nam. Theo Trung tá Thắng, kể từ năm 2014, Hải quân Nhân dân Việt Nam được trang bị đội quân tàu ngầm phiên bản Kilo 363. Đây là loại vũ khí hạng nặng, có sức mạnh hủy diệt các loại tàu mặt nước và các loại hạm đội khác có mặt trên biển. Chính vì nó có sức mạnh hủy diệt lớn nên được đặt tên là Hố Đen Đại Dương. 6 tàu ngầm Việt Nam mua từ Nga được mang tên của 6 tỉnh, thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu. Những con tàu này được biên chế vào lữ đoàn tàu ngầm 189, đóng tại vùng 4 Hải quân. Điểm lại lịch sử của lữ đoàn tàu ngầm 189, Trung tá Thắng chia sẻ trên Người Lao Động cho biết, kể từ thời thành lập ngày 20 tháng 6 năm 2011, sự ra đời của lực lượng đặc biệt này thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội
trong việc xây dựng một lực lượng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chính lực lượng này khẳng định bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống của thế kỷ 21. Trung tá Mai Thắng nhấn mạnh, theo vị chuyên gia, trước khi xuất hiện 6 tàu ngầm ở Việt Nam, thế hệ sĩ quan Hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ biết đến với sức mạnh sát thủ không ranh giới của tàu ngầm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Tuy nhiên, tàu ngầm Kilo 636 đang có mặt tại lữ đoàn tàu ngầm 189 được cho là vượt trội về vũ khí trang bị và tính năng tác chiến so với sát thủ không biên giới của Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà tàu ngầm lớp Kilo 636 được coi là huyền thoại của hố đen đại dương. Trung tá Thắng nhắc lại, trong quá trình tác chiến, các tàu ngầm Kilo do Nga chế tạo chạy êm trong lòng biển mà tàu đối phương không phát hiện được, ngay cả ở cự ly rất gần. Ngoài hố đen đại dương, tàu ngầm Kilo còn có thêm tên khác là sát thủ dưới mặt nước, với nhiệm vụ đặc trưng là săn ngầm. Có khả năng tiêu diệt tất cả các loại tàu biển, các tên lửa mặt đất như căn cứ bờ, trận địa tên lửa của đối phương và hiệp đồng tác chiến cùng lính thủy đánh bộ đánh chiếm, tái chiếm đảo khi có lệnh. Tàu ngầm lớp Kilo cũng có sức mạnh trinh sát, hủy diệt các hạm tàu nổi mặt nước của đối phương như hàng không mẫu hạm, khu trục, tàu hộ vệ. Tàu ngầm lớp Kilo 636 mà lữ đoàn tàu ngầm 189 sở hữu các thông số hết sức hiện đại. Những tàu ngầm đang có trong biên chế Hải quân Việt Nam có chiều dài 73,8m, rộng 9,9m, lượng dạn nước từ 3.000 đến 3.950 tấn, tải trọng tối đa. Tốc độ 20 hải lý trên giờ, có thể lặn sâu tối đa 300m. Thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm, sức chứa thủy thủ đoàn 52 người. Ngoài ra, tàu cũng trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, tên lửa chống tàu Club S, 24 quả thủy lôi, tên lửa phòng không 9K34 Strela 3 hoặc 8 tên lửa 9K38 XLA. Đội tàu ngầm Kilo siêu hiện đại này không chỉ là lực lượng đặc biệt của quân chủng hải quân trong chiến lược phòng thủ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mà còn khẳng định sức mạnh làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, sánh vai với hải quân các nước ASEAN trong khu vực và quốc tế. Trung tá Mai Thắng nhấn mạnh, lính tàu ngầm Việt Nam tự hào bảo vệ biển đảo Tổ quốc. 10 năm kỷ niệm ngày thành lập, các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 189 đều có chung một niềm tự hào, nỗ lực phấn đấu huấn luyện, nắm vững trang vũ khí hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thượng tá Nguyễn Văn Bách, lữ đoàn trưởng lữ đoàn tàu ngầm 189 chia sẻ, cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đang quản lý và sử dụng một tài sản rất lớn của đất nước. Chúng tôi rất tự hào vì được quân chủng hải quân và nhân dân cả nước tin tưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục học tập, từng bước làm chủ vũ khí trang bị, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá Nguyễn Văn Bách nhấn mạnh. Theo Trung tá Bách, trong những năm qua, các tàu ngầm đã cơ động hàng vạn hải lý, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và các nhiệm vụ khác trên biển. Đặc biệt vào năm 2017, lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa, khẳng định làm chủ tất cả các vũ khí trang bị hiện đại trên tàu. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn 189 nhấn mạnh, các chiến sĩ thường xuyên duy trì huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Ngoài ra, còn kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường. Bên cạnh đó, lữ đoàn cũng tiếp tục thực hiện đột phá cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tối tân và thực hiện quy tắc an toàn. Anh em thân mến, như vậy hiện nay, lữ đoàn tàu ngầm 189 là đơn vị đặc biệt, trọng điểm của quân chủng hải quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng khác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam trong mọi tình huống. Việc sở hữu đội 6 tàu ngầm Kilo do Nga sản xuất không chỉ khẳng định sức mạnh quân sự quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong tình hình mới, mà còn khẳng định quyết tâm làm chủ vũ khí tối tân hiện đại, khẳng định vị thế quốc phòng Việt Nam sánh vai cùng các nước khác trong khu vực và thế giới. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.